Rồi, chào cả nhà nha. Sáng hôm nay anh em mình vô dế chuẩn bị đi bẫy gắn mối tiếp tục cả nhà ơi. Cái máy này quay lựa ánh sáng quay. Dế này nhỏ nhỏ, bữa mua mà dế con nào nó cản. Dế có cánh bự. Thì cứ đặt đại theo ý thích vậy đó, đặt đâu có đặt. Bên đó cái luôn, trong 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 trống dễ thấy. Đặt dài 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 nó nhiều vậy mà. Ê, vô đây xong cái bạn gắn đây thôi. Nướng được cả đó, nướng cũng được rồi. Đi ưa đi theo cặp chân trượt này. Nghe nhảy bạch 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 đó. Chú nữa. Đó không? Hai chú. À. Ở phía trong không có hả? Không. Làm chú nữa coi. Nhỏ. Nhỏ. Tới đây thôi hả? Ừ. Ba chú. Cũng có thu nhập đi. Có vô luôn nghe vậy bạch 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 hết. Vô con nhỏ con bự chảng ở ngoài. Ủa mà thấy có nó là vô. Đi từ xa nghe dãy nó binh binh rồi lên. Mới đẻ nữa. Trời ơi trời. Thấy nó chạy con bị chả đặt vô con mới đẻ không mà trời. Có đó, có đó. Được. Tới vậy phải dãy dãy nghe bưng bưng gì nè. Này con này lớn rồi. Ừ. Chục. Hai con luôn hả gì á? Không. Ờ con cá ké ngồi luôn. Hai con. Cá ké còn ăn mối. Có hàng có hàng có hàng có hàng không? Ừ, có luôn. Được không? Được, cái này ăn được, cái này nướng là vừa rồi. Im. Sáng thấy phơi nắng ra thì nó chó là thường thường đi ngang thấy không mà.
giống như cặp cặp đâu mấy tường á, cặp mấy tường á. Ui được được rồi rồi à, đi qua mấy anh đây, mấy đây như 4-5 cái nữa. Ở đây cá phi dữ lắm rồi, đây cá phi chạy vù vù luôn, chích lớp dần lưới. Tới luôn đó. Lụm hàng cái cây đó, nãy cái bưng bưng rồi ha. Này hơi nhỏ, tới luôn. Ở trên cái chỗ cái góc mặn cầu đó vậy. Lúa luôn, không được mập hung ra, nhỏ vô vô không ha. Rồi trên đó một cái nữa vậy đó, bách phát bách trúng nha. Có luôn, đỉnh không? Con rắn hổ hàng luôn. Cái gì? Ôi lật ngửa luôn. Trời ơi, dính vô con rắn hoành luôn. Tới con chuyện luôn rồi. Là trời, con rắn mới đẻ phải không? Nở lòng nào vô nó tiêu diệt con. Trời ơi, là trời. Tới con chuyện luôn trời. Nó còn nắng chút xíu mà nó chết rồi. Cái con này vô mà. Rồi, qua đây cá luôn nè. Nở lòng nào. Ôi. Lụm luôn không? Lụm con ấy. Vô con cắt ké. Cái này nhầm chỗ ta kêu là con kỳ nhông hay gì nè. Ra luôn đi mẹ ơi. À, tiếu thì ra vô con gái không hành thì vô luôn. Nè đi. Như hai cái nữa hết hay gì. Lụm không? Được. Cặp đây lại đó con cái nữa hết hay gì. Cái cuối nó có đường bò chuột, nó bò sát mé. Ừ. Giờ nghe đâu đó. Lụm con cuối nữa coi. Có luôn. Được không? Ồ, cái đó là, cái đó là ăn được rồi ha. Không có bự không nữa. Rồi, dữ lắm rồi cả nhà ơi. Quả trời hôm nay cả nhà ơi. Anh em mình bỏ ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ trong buổi sáng cả nhà ơi. Thì thành quả hôm nay anh em mình được cũng khá là nhiều. Đó. Và đã cả nhà. Đó. Thì bỏ ra buổi sáng chừng khoảng chừng tiếng hồ là hai anh em mình có thành quả rất là nhiều luôn nghe cả nhà. Vô đây là nướng ăn là của cái này không dính ta, cái này không có con nào hết trơn ta. Con nào con nấy mập ù cả nhà ơi. Đây, 1 con, 2 con, 3, 4, con này nó nắng quá nó bị xỉu rồi cả nhà. Dính thêm con gắn hổ hành mini nữa nè. Quá đã ha. Con này chắc mới đẻ mấy ngày cả nhà. Con này lát nữa mình thả luôn ha. Dính con gắn mối, con hảo hành này vô nó ăn con gắn mối á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây còn nó 8, 9, 10, 11, 12 con hết thảy cả nhà. Wow. Đã ghê ha.
thì mấy con này là mập lúc luôn á. Cũng có mấy con nhỏ nhỏ nha, mấy con nhỏ nhỏ hồi lát nữa mình thả, như con này chắc ôi con này ăn được luôn. Có con mấy con nhỏ nhỏ hồi thả, như con này chắc hồi thả nè, nhỏ quá. Đó, ở đây em có hai loại bẫy nha. Thôi loại này thì nó nhỏ nè, loại này thì nó nhỏ nè, loại bẫy này thì nó lớn nè. Đó thì một thứ bẫy thôi, nhưng mà loại lớn loại nhỏ nha. Đó, thành quả hai anh em buổi sáng được cũng 12 con. Thì giờ hai anh em mình tổ chức ra nướng, nướng ở ở phía trong cái vườn này luôn đó nha. Nướng hai anh em mình nướng mọi ăn luôn ha. Ủa sao hồi đi bẫy có hai người à, mà giờ tới nướng là đông dữ vậy? Nguyên một tập đoàn. Đây cả nhà, đây đại đại đội gia đình cả nhà ra đây nướng các món ăn ngoài vườn luôn cả nhà. Đây đây, ghé lên. Nắng rồi, nắng lên rồi. À, nhúm đây, nhúm thang nướng đây luôn cả nhà, đây cho mát. Wow, chuẩn bị chén muối ớt đỉnh luôn à. Để trên đó đi. Hồi hồi đi bẫy thì có hai người, có hai anh em để ăn cái gà đây nè. Đứng đây nha. Đổ cho nước cái khỏi uống luôn. Đứng nghiêm đi, đứng nghiêm đi. Ba qua bạc con này. Đó, nướng gì vàng bông cái da lên. Đó, rửa cho dưới đi. 10 phút là chín liền. Đang đâu? Đây đây, ở đây. Thằng bồng em vào đây nè con. Em. Rồi, tới công chuyện luôn ha. Con ngồi đàng hoàng nè. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn cả nhà ơi. Ôi, dậu cái ngói nè. Ừ, ngồi đàng hoàng. Hai buổi sáng bỏ ra chừng tiếng hồ là có ăn nha cả nhà. 12 con, 12 con mình sao nướng gọi gọn 11 con. 1 2 3 4. Ui. Rớt hai bài thức con tí ông. Hèn chi tới giờ nghe. Thúi thúi. Cái ông chay ông chét trời ơi. Chết được. Xé đi, xé xé này nè. Quy quy thử con bự. Hả? Ngọt ghê. Té xuống bài thức bây giờ nè. Đó. Mama. Này lột da cũng dễ rồi ha. Ừ. Ừ, trắng phiếu. Trắng phiếu. Chạy đi. Ba. Thịt gắn qua đâu có cửa. Nóng. Nóng lậu gỗ ra hả? Ba. Thứ gì chịu nổi. Ngọt. Nóng. Từ ba cho ăn. Này lọc lọc tính ra cái lớp vảy thôi chứ gì hết ta. Banh ra nè, lấy ruột nó ra. Rớt cái nón nè, rớt cái nón nè. Đưa mày tắm hay ngọt. Chén muối ớt mãi đỉnh luôn. Hai đứa con hồi bước lên bậc thềm bước qua
Tuyệt vời đó nha. Ok thì video của em xin kết thúc ở đây luôn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha.